Vâng, Camero xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và đầu video thì cũng có gửi lời xin lỗi các bác là vì sáng nay bên Hiếu Minh là em sáng em sắp đồ hàng ở miền Nam nên đến chiều mới xong, nên là quay cái video thanh lý mà hẹn các bác ý là hơi muộn một chút. Nhưng mà video này thì em sẽ up vào trong buổi chiều tối nay, thì các bác có nhu cầu mua sắm và nâng cấp thì có liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh. Thì báo cáo bác thì tí nữa là nhà em sẽ về thêm một lô loa dòng loa JBL bác nhá. Hôm nay em về lô loa thì tối em sẽ quay video ợp thôi, không live stream được. Nhưng ngày mai là ngày dỗ tổ Hùng Vương thì bên Hiếu Minh cũng có một chương trình khuyến mãi cho tất cả các khách hàng như âm thanh trên mọi miền tổ quốc đất nước Việt Nam này. Đó là sẽ giảm giá với tất cả sản phẩm âm thanh. Đối với các thiết bị em sẽ giảm từ 200 đến 500 ngàn đồng trên một thiết bị cho các bác nhé. Tùy theo thiết bị, 200 đến 500 ngàn đồng trên một thiết bị đó nhé. Trừ con vang Putin K19 5X và trừ mẫu lưng TDCB800 ra, thì tất cả các thiết bị các bác đều được giảm giá khuyến mãi. Còn nếu các bác mua một combo bộ dàn thì sẽ được khuyến mãi tốt hơn nữa các bác nhá. Đấy, một chương trình có thể cực kỳ ý nghĩa cho các bác. Như thế là giảm rất là sâu rồi. Như vậy thì đơn vị em là đơn vị bán rất nhiều sản phẩm giá rất là tốt, có thể đảm bảo mức giá tốt nhất thị trường. Nhưng em sẽ giảm với chương trình nhân dịp ngày lễ mùng 10 tháng 3 dỗ tổ Hùng Vương các bác nhá. Và quay vào vấn đề ngày hôm nay, thì đầu video trước khi thanh lý thì báo cáo bác thì bên Hiếu Minh vẫn nhận đổi các nâng cấp cho tất cả các bác khách hàng. Đối với tất cả thiết bị dàn các bác mua đơn vị em được hay không mua đơn vị em đều được, em có thể nhận đổi các và nâng cấp cho các bác từ lọc lén lâng vang đẩy loa mic súp hơi súp điện đều có thể làm được âm ly các nhá. Và báo cáo bác thì cơ sở trong miền Nam thì hẹn tầm từ thứ 6 này chắc em sẽ bắt đầu bán hàng rồi, thứ 6 hoặc thứ 7 tuần này. Đấy, để các bác cũng biết, để có nhu cầu có thể qua địa chỉ 776A Lũy Ván Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ Hiếu Minh. Và Hiếu Minh sẽ ủng hộ một kênh riêng trên đơn vị đó, cũng như là sẽ có một video review tại cửa hàng Hiếu Minh Auto tại trong cơ sở miền Nam. Thì quay vào vấn đề ngày hôm nay thì em cũng có rất nhiều hàng thanh lý, thực ra nó còn nhiều hơn nữa, nhưng vì là có những sản phẩm này thôi em review hơi dài. Thì có sản phẩm như những chiếc vang này, hôm nay riêng vang của Esantec thì em nâng cấp đổi các cực kỳ nhiều. Em phải nâng cấp tổng đổi các tổng cộng có 6 bộ, chưa kể là những bộ em đã bán được cửa hàng, cũng như có một số chiếc ấy là nó vẫn zin sử dụng bình thường. Nhưng mà cái chân này này, cái chân này nó bị gãy cái chân hoa sen này, thì em đi thay cho khách hàng xong em mới thanh lý. Đó. Mới thanh lý nên là em chưa thay xong được nên em chưa thanh lý, chứ em nhận được rất nhiều các con lưng con vang của Esantec này. Thì đầu tiên thì em sẽ quay vào con đẩy đầu tiên nhá. Các bác này, con đẩy chạy 900W một kênh APTD9004. Đây là con đẩy chạy 900W một kênh của AP nhập khẩu chính xa hãng của Tân Cường. Các bác đánh được 1.30 đơn kênh các bác nhá. Em bung hết nắp ra em xem. Rồi chất các bác. Đây nó dập dấu trên này. Dập dấu trên này. Phiên bản 2020, khách hàng dùng mới được khoảng 8 tháng. Và đẩy này thì nó hơi bụi bặm tí nhưng mà vẫn chạy bình thường, có những hơi bụi bặm cũng khỏe. Thì chơi giá 7 triệu đồng các nhá, con này em bao cho bác luôn, nhập lại em bảo hành cho bác luôn từ 3 đến 6 tháng được chưa, cho các bác khỏi nghĩ đắn đo. Thằng chính hãng của Tân Cường cũng nhá, xem cực kỳ sống này. Bên cạnh đây thì em có một chiếc âm ly. Âm ly này thì em thâu lại của khách hàng, nâng cấp sang đẩy của DB. Chiếc âm ly này thì của bác khách là âm ly liên doanh các bác nhé. Âm ly liên doanh nhưng mà rất là chất, nó sử dụng 8 sò vít. Và cái vỉ của nó này, các bác nhìn vỉ nó đến độ chất rồi, chứ không phải review nhiều. Tại vì khi mua âm ly bác nhìn theo vỉ, nó sử dụng 4 vỉ các bác nhé. 4 vỉ này, 4 vỉ mặt trước, 2 vỉ hai hông này, và vỉ nguồn 4 tụ và một vỉ nguồn. Cái này ra gua song wing em bán là 1.8 triệu bác nhé. Bên cạnh đấy nữa là con đẩy 4 kênh cho bác nói xô hoặc gia đình BVKK8 phiên bản đời đầu của nó là nguồn tay trái này các bạn này. Nguồn tay trái các bác dùng con này được hơn năm rồi. Con này khách hàng mua của đơn vị em vừa rồi là nâng cấp con đẩy của DB, con đẩy mới chất hơn, cao cấp hơn, công suất khỏe hơn,
Thì con này em bán cho bác là 4 triệu rưỡi bác nhé. Con này thì của bác khách nào hôm nọ đổi thì nó cũng hơ. Thì em đã vệ sinh hết cái chiếc áp này. Hôm trước nó là sệt chiếc áp, em vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Ok hết rồi. Bán 4 triệu rưỡi bác nhé. Sử dụng ngon lành. Bên cạnh đây nữa là một chiếc âm ly Jaguar 203L Gold. Đây là sản phẩm chính hãng của Comi bác nhá. Sản phẩm chính hãng không lý nữa. Sản phẩm chính hãng của Comi. Tại sao em biết được chính hãng? Vì hàng chính hãng thì các bác chơi âm ly thì bác sẽ biết được hàng chính hãng rồi đúng không ạ? Bỏ một chút các mẫu vàng rồi. Và nhiều vàng thì ní quá. Rồi đã biết hàng chất rồi, hàng xịn rồi, hàng Comi. Tại vì em nhập của khách hàng em cũng cung tem này mở kiểm tra lại cho bác. Thứ nhất là có những chiếc ấy, mình nhìn ngoài không biết là hàng xịn hay không, nhưng mở ruột bắt buộc phải mở ruột. Ví dụ có dán tem như thế này, dán tem em cũng phải bóc ra để em xem bác nhá. Nên em mở ra để chữ biết chính xác nó là hàng zin xịn cho các bác luôn. Bác yên tâm, giá 2,3 triệu bác nhá. Con này đẹp gần như mới, bác khách giữ gìn lắm, đẹp gần như mới luôn. Bên cạnh đây thì quay đầu tiên là con vang Ecentec 5G. Con này em bán là phải lắc hết 1,850 triệu bác nhá, nguyên tem, không phải là dạch tem. Thì nó nguyên tem rồi, tất cả ok bình thường hết, 1,850 triệu bác nhá. Con này có reverse, có không có hổng quang không? Không có hổng quang có nhá, phiên bản 5G không có hổng quang, có reverse eco đầy đủ. Tiếp theo là con Ecentec 966LP, đây phiên bản mới gần đây nhất này, lâm tiếng. Áo bên 966LP đời đầu 950.000 đồng, 950.000 đồng thôi nhá, 966LP. Và tiếp nữa là chiếc lâm Ecentec 999LP. Thì giữa 966 và 999 thì nó chỉ khác cái mặt thôi, khác cái mặt và khác cái phông chữ đâu anh, và cái dãy đèn đâu. Con này em bán 1,000,000 đồng, tất cả nguyên tem luôn, nguyên đài nguyên tem. Bên đây nữa là con Shiso hàng bãi T1950 hay còn 1080, đây là tay bản T1950 thôi nhá, giá 2,8 triệu các bác nhá. Con này chạy chữ rất là mạnh, rất là hay, bờ mới con này phải rất là đắt luôn nhá. Nó chính là con S700 đấy, nếu bác mua mới phải 5 triệu. Còn tiếp theo bên trên là con Zia KM5X, đây là con phiên bản của Zia. Con này cũng nguyên tem luôn đấy, chưa mở vì là tất cả test bình thường, nguyên tem này không mở gì, của Zia luôn. Mấy Zia, con này giống con Gutin KM5X con nhá, giá 1,850 triệu. Mô vang cơ Zia này nó có cả reverse có lưu nhá, có reverse eco đầy đủ. Bên trên là con Shiso, con này là của đơn vị em, bác khách đổi sang S800. Bác giữ gìn con này gần như mới luôn, nếu mà thực sự là em vệ sinh con này bác em bán mới có không thể biết được. Các mua con này thì em vẫn bảo hành cho bác 1 năm vì nó vẫn nguyên đen, nguyên tem, các thứ đầy đủ. Giá 2,7 triệu thôi nhá, bảo hành 1 năm cho các anh em. Shiso 1050, nguyên tem luôn. Tem nhà máy Shiso. 2,7 triệu, bảo hành 1 năm. Đấy. Thì có rất nhiều con vang là các bác khách mua ở đơn vị đấy nhưng mà họ không công nhận đổi các nâng cấp, nhưng cặp sang đơn vị yếu mình thì em sẽ nâng cấp cho các bác thoải mái nhá, các bác yên tâm. Ở đây thì em có một con súp nữa, con súp này là súp điện bát 30, nó của Trung Quốc sản xuất, một xuyến đồng thôi nhá. Thì em định lấy vít mở nhưng mà vít lục này nhưng không có đủ vít lục nhỏ, không vít lục nhỏ nhưng không mở đâu bác được, một xuyến đồng soi đây là biết rồi, sợi đồng nhỏ. Sử dụng 2 tụ bắt 30 xúc hầm, đánh hầm. Thế nó lại ra nhấc anh này cái. Thế này kia, ông lật tôi này lên cái. Xúc 30 nha, con này em thanh lý 1,5 triệu các bác nhá. 1,500,000 đồng. Lật lên cho anh cái nhìn cho đẹp. Đây vì sao chỉ máu à? Đấy, quay mặt đấy, có nhìn được. Đấy, ok chưa? Nói chung ngoài hình thức còn đẹp, chỉ bám bụi bẩn thôi. Thùng súp con này thùng rất là dài, sâu 1, 2 là đi 45, nó sâu 50. Thùng này rất là sâu nhá, đánh bát rất là lực đấy.
Và bây giờ hiện tại thì nhân duyệt giỗ tổ Hùng Vương em nói rồi sẽ giảm giá ngoài những các sản phẩm, tất cả sản phẩm tại cửa hàng Nghĩa Minh. Thì tối nay em sẽ có video của những sản phẩm hàng bãi về các nhá. Thì em vẫn giảm giá cho các bác hàng bãi. Nhưng đối với sản phẩm mới, tất cả thiết bị em đều giảm giá từ 200 đến 500 tùy theo thiết bị. Thì hôm nay thì em tri ân cho bác con lưng Atlas IP300 giá 1 triệu đồng. Bán cho bác nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 1 triệu đồng, bảo hành 2 năm đi. Các bác nhá, bảo hành 18 tháng đến 2 năm. Atlas IP300 mới test luôn. Ngoài ra thì bên đây thì có hai phiên bản nữa là có combo là giá rẻ cho bác chơi ngày lễ này. Còn PS Auto SV12 giá 1,2 triệu, bảo hành 1 năm, coi như mới test luôn. Đối bằng băng cơ này nó tích hợp cả Bluetooth, cả hồng quang đầy đủ, eco đủ tiếng eco rất là hay. Các bác mua thêm một đôi lơ, một càng theo cặp lâm nữa, cặp bài trùng luôn, có hồng quang này, Bluetooth này, Bluetooth nó theo tiêu sách đây, vít này. Và con lưng PS này vậy. Nói chung là sản phẩm của PS thì rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp, và mặt đằng trước nó sử dụng là mặt màn hình nước cũng nhá, nhảy nước này, rất là đẹp luôn. Chung rất là ok con vàng lưng này. Giá em tri ân cho ngày giỗ tổ Vương cho bác nào nhu cầu nhá. Giá 1 triệu đồng. Và cuối cùng là em có một cặp súp cho anh em thợ, anh em miền Nam chơi. Thực ra báo cáo bác là cặp súp này ý, là em đây, em không giấu giếm gì các bác. Cặp súp này là cho bác Trương Anh Tuấn ở Quảng Ngãi này. Anh đặt cọc hàng rồi, nhưng mà vấn đề là vì lý do gì đó anh ấy bom hàng, thượng đế bom hàng 2 chiếc. Bác này cũng là khách quen bên em nhập nhiều rồi, nhưng vì lý do đợt này anh ấy bom hàng của em. Thì em sẽ bán rẻ hơn cái giá em bán cho các bác anh ý. Là đây là bom hàng, nghĩa là còn chưa xem các bác nhá. Vì lý do gì gọi đợt này mấy hôm nay gọi bác không được, mới bác lại khách quen bên em. Thì đôi súp này em sẽ bán cho bác giá là 3.900.000 đồng một quả. Súp trong tình trạng zin xịn đẹp. Nhưng tại sao em phải thanh lý? Thứ nhất là tiền giữ cho anh rồi. Thứ nhất là con này nó không có logo. Vì em nguyên tắc em bán hàng ấy. Nhưng còn con súp này thương hiệu nó sử dụng thùng LS. Nhưng nó không có logo này, bán rẻ đi vài trăm nghìn đồng thôi các bác nhé. Thế đâu. Còn bình thường em một quả súp này rơi 4,5 triệu, 4 quả. Súp đã xịn từ 220 qua 100, bao zin xịn.